Xin chào mọi người đang xem video, tôi là Tuấn Phong Thủy. Và trong video hôm nay thì tôi muốn chia sẻ với các bạn về bản chất của cái việc mà các bạn sử dụng những cái vật phẩm phong thủy. Thì đầu tiên là chúng ta cần phải phân loại là vật phẩm phong thủy nó sẽ có rất là nhiều những cái vật phẩm khác nhau, đúng không ạ? Có vật phẩm thì về hóa sát này, hóa giải sát khí này. Tuy nhiên là cũng có những vật phẩm là về chiêu tài, có những vật phẩm là về hộ thân, đúng không ạ? Thì bản chất nói chung của các cái vật phẩm này là nó để tạo ra những cái trường khí tốt, cũng như là để hóa giải những cái sát khí. Chúng ta quay trở lại bản chất của phong thủy, nó là khí mà, đúng không ạ? Khi mà chúng ta sử dụng những cái vật phẩm phong thủy mang bên mình hoặc đặt ở nhà chúng ta chẳng hạn, thì cũng là để giúp hóa giải những cái khí xấu và tạo ra những cái trường khí tốt. Vì vậy mà các bạn cần lưu ý là khi mà các bạn sử dụng vật phẩm phong thủy thì chúng ta nên chọn những cái vật phẩm phong thủy mà nó có năng lượng tốt, có năng lượng cao thì chúng ta mới nên dùng, chứ không phải là chúng ta cứ chọn ngẫu nhiên các cái vật phẩm phong thủy về chúng ta bày trong nhà mà nó có trường năng lượng xấu thì nó cũng không mang lại những tác dụng theo cái mong muốn của bạn, mà ngược lại nó sẽ mang lại những cái trường năng lượng khí xấu, đúng không ạ? Vì vậy mà chúng ta khi mà các bạn chọn vật phẩm phong thủy, chúng ta cũng phải nên cân nhắc đó là các vật phẩm phong thủy đó nó cần phải được sử dụng những cái công cụ để mà kiểm tra về cái trường khí, kiểm tra là xem vật phẩm đó nó có khí hay không, hoặc là các vật phẩm phong thủy mà các bạn sử dụng thì nên là phải được khai quang chỉ chú. Có nghĩa là các bạn hình dung là khi mà khai quang ấy thì giúp đối với những cái linh vật là cần phải khai quang, đúng không ạ? Và ngoài ra là trì chú là để giúp cho cái mức năng lượng của vật phẩm nó từ ở cái mức ban đầu và sau khi trì chú nó sẽ có mức năng lượng tốt hơn, mức năng lượng dương, mức năng lượng mà có thể là thu hút những cái trường khí mà mang lại những trường khí tốt cho cái người sử dụng. Đó, thì các bạn hết sức phải lưu ý vấn đề này. Tôi lấy ví dụ như là có một số những cái trường hợp là có nhiều người họ đi mua đá, đúng không? Nhưng mà không may là mua phải những cái đá mà nó chất lượng kém hoặc là những cái đá giả đấy. Đó, thì những cái đá đó nó mang những cái trường năng lượng âm, cái trường năng lượng rất là xấu mà khi mà chúng ta đặt vào trong nhà chúng ta, hoặc là có những người đặt ở cạnh giường ngủ, đặt ở trên bàn làm việc, thì nó vô tình nó sẽ tạo ra những cái trường năng lượng xấu, ảnh hưởng rất là nhiều đến người sử dụng. Và trên thực tế thì tôi cũng đã sử dụng những cái công cụ để mà kiểm tra khí của các vật phẩm, xem là cái vật phẩm này nó có khí dương hay là khí âm. Thế bởi vì khi mà chúng ta sử dụng những vật phẩm mà nó có khí âm ấy, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến chính bản thân chúng ta cũng như là đến những người xung quanh chúng ta. Hay vì vậy mà tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi mà chúng ta sử dụng vật phẩm phong thủy thì cũng nên chọn những cái vật phẩm uy tín, nên chọn những cái vật phẩm mà đã được khai quang chỉ chú, những cái vật phẩm mà nó phải có mang trong mình cái trường năng lượng tốt thì chúng ta mới nên dùng, chứ không nên chọn một cách ngẫu nhiên bảo là tôi chọn để mà tôi trang trí cho nó đẹp, hoặc là bảo là tôi chọn để mà tôi cứ đặt ở đây thôi, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bạn. Thì rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của tôi trong hôm nay. Nếu như bạn cảm thấy video này hay, hãy nhớ like kênh để nhận được những video chia sẻ mới nhất về kiến thức phong thủy của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào tất cả mọi người.